rượu rã rờ. Khốn nguy đa sự chào sinh mới, dân chúng hoàn cầu khó thảnh thơ. Nói thiệt chứ về đâu đợi tới năm sau đâu. Mới hôm nay là thấy là lộn xộn rồi. Bây giờ là doanh nghiệp phá sản nè, công nhân thất nghiệp, tỷ phú là cũng là bể nợ. Rồi bây giờ là giá cả vật chất leo thang. Sắp tới đây thì báo tin là đối với nghèo, sắp đến bây giờ vì thương đời nên lão kể sơ cho bá tánh gõ lờ cho Ngọc. Đó bởi vì là sắp tới đây là chiến tranh vật giả, là tai nạn. Mà bây giờ Trung Quốc mấy ông gài đã đánh nó là biên ma rồi. Đâu có gì nhà mở tin coi. Mấy ông gài á, chiến sự tôi giấu đó nghe. Bây giờ mạng nó gùm ở chân rồi quay video rồi đó. Lấy hai tỉnh của là biên ma luôn. Đó. Rồi á, chưa đâu, đâu phải chịu nó không đâu. Sắp tới đây chừng nào mà hai tin Trung Quốc đó, nó bắn tên lửa qua Đài Loan đó, là đúng y gan kinh giảng luôn. Tức là tuồng xưa kia sắp đặt ở lâu. Cái tuồng này là sắp đặt rồi nè, phải chuyển xây trái đất một bầu ăn lừa gọi là con tiên cháu Phật. Bây giờ mới gồm một nơi sửa sang tiêu tắc, xử phân người cùng vật thưởng phong cho như rằng ngõ lực thiên cân có địa ngục thiên đàng hay chẳng. Việt Nam chúng ta chẳng có luôn, nhưng mà sao cùng. Quý vị nên nhớ nè, ở châu Âu, châu Phi, Trung Đông, và châu Á, cuối cùng là Việt Nam chúng ta là sau cùng đó. Sau cùng là chỗ nào? Thôi sẵn nói luôn đi. Khi chiến sự xảy ra các nơi thì cuối cùng là Việt Nam chúng ta là còn một cuộc chiếu manh đành xé mà khắp hoàn cầu. Ở ghé con nơi thôi. Là Việt Nam mình nè. Dòm xem châu Ngọc chiều mơ sẽ đời không sớm tách gờ cõi mê. Đó. Để đến việc thảm thê thê thảm, mắt phàm trần mà tường lãm bi ai. Mắt phàm của mình nè, thấy chứ trực tiếp luôn. Cái khổ á, cũng đồng cốt nhục hoài thai nên ta gán sức miệt mài dạy phim. Thơ dưới phú thần tiên gián bút, bởi cơ chờ đà thúc bên lưng không tu chừng khổ cũng ưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. Dạy đạo đức người tu gạn lý, mong cho người hữu chí làm theo, không làm thì ác mang eo, làm xong vượt khỏi qua đẹp là chuông gai. À, sắp tới đây là chiến tranh đó là thế giới và cũng như để tam thế chiến bây giờ đã có xuất hiện rồi nha. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp toàn cầu thiết thiết tha tha dị sứ mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi đó là khói lửa mà tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa giọng của quyền sớm tối mới màu chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu sao thấy được nhà tiên là khùng này. Tuần đời mà chạy như pháo trăm ngồi, đã trăm mới ngồi rồi thì bây giờ nó mới đùng bây giờ. Cho nên trên tuyên bố nào bây giờ giảng thầy nói sao mình nhắc lại. Đừng có nói là tu trước, tu sau, tu lâu, tu mau, tu kịp, không kịp vậy đó nè. Chừng nào câu này xuất hiện thì cái giờ đó là cái giờ gọi là phá sổ. Giống như là khi đã đến cái vấn đề là cái tuồng hát người ta diễn rồi, đóng cửa. Đúng rồi, màn ba là đóng cửa, hết giảng chứ đây. Đến cái chỗ này ai muốn bố thí. Nè, ai muốn bố thí, ai muốn làm phước, ai muốn tu cũng không kịp đâu quý vị à. Qua câu nào? Nếu để chờ sấm nổ văn thinh, e mới tính ăn năn đã muộn. Cái thầy nói, có nghe quý vị, đến chừng đó muốn tu đó, không kịp không? Không bao giờ kịp. Đó, bởi vì nếu để chờ sấm nổ văn thinh, e mới tính ăn năn đã muộn. Giảng dưới kệ mới ra đà bốn cuốn, ít có người khám gõ cơ quyền, ta dừng tay đợi chờ đợi linh thiên đức ngọc đế mà xử phân cho chúng. Chắc tới đây đó là thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy từng ngục môn 10 cửa xem thấy gơ hồn cho chẳng coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lễ công cũng đồng trừng trị cái lòng tà gian ấy, là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Phiên văn lòng chớ có sờn gán tu thì được xem đờn trên mây, mấy người còn được sát thăng chỉ là đài ngọc đắc lăng dự kề. Như vậy thì đây là cái tuồng này là mở màn rước cái chánh nhiều lắm cho chúng ta được biết là buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo khói bịt mù văng sát đại đường đó. Cuộc đời nay như ngựa bươn cương khó dừng lại gió cu lực bực, mặt nước biển lô nhô lặn hụp chim đu bay cá lại trên mồi ngọn thủy chiều nô nước sụt sôi bầu trái đất một phen lưng chuyển đó. Cái bằng là đánh qua cái cầu này là rung rinh luôn. Bây giờ thì coi đó, cứ mở là sự lên thấy rồi. Dạ. Đó, bây giờ là sống mà kêu bằng là chịch chút là ăn bơm cũng đó.
dạ. Anh Đặng không đó, quyền quyền cái phần này mà sao có đợi chỗ thầy nói là khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xế nhau như vậy, ý thầy nói sao Huynh? Cái này sao ghê, nghe thấy nó rùng rợn. Bây giờ đó tự thầy tiên tri là khắp thế giới này nè, binh lương cụ túc tức là rồi có nghĩa là khắp thế giới binh lương cụ túc. Quý vị nên nhớ cái chỗ này, tức là chuẩn bị lương thực, chuẩn bị dụng cụ để chiến tranh. Cho nên vậy mà tại sao kinh tế bây giờ khó khăn? Vì đồng tiền này đang đi vào chỗ chết. Nước nào cũng đầu tư tên lửa, tàu chiến, máy bay, xe tăng, vũ khí. Vì thế mà Đức Thầy nói là khắp thế giới binh lương mà cụ túc. Tôi hỏi quý vị nè, chiến tranh Nga Ukraine xảy ra, nước nào cũng phải đầu tư cho quân đội, đầu tư cho vũ khí, đầu tư cho tàu chiến. Giữa Nga Ukraine đánh nhau một ngày mất 2-3 tỷ đô la, là trên 50.000 tỷ Việt Nam đồng mình. Vì thế mà nước nào cũng chuẩn bị cho chiến tranh, nên vì vậy mà kinh tế đời sống khó khăn, giá cả thì leo thang, xuất khẩu thì trở ngại. Chính vì thế mà Đức Thầy đã quyết là khắp thế giới binh lương của Túc quyết tranh giành quyền lợi mới xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái mới động tình gơ nước mắt. Như vậy thì chờ đà sắp cuộc ly kỳ đến ngày đã quả là âm ỉ. Biết bao cái lần này cái bằng là chấn động của địa cầu. Cho nên vậy mà tới chừng đó rồi đó nghe, Đức Thầy mới phiên là phiên chúng sanh niệm Phật coi đời. Cõi hạ giới gồng mây chơi giỡn mà coi là coi được Phật, được trời, coi phép lạ của tiên, của thánh. Thôi bây giờ nói đoạn cuối đi. Đánh đến khi nào ngũ hành biến chất? Đây nè quý vị, là khơi mặt ngang. Tại sao gọi là ngũ hành biến chất? Tất cả các nhà khoa học đều dựa vào ngũ hành này, họ mới có công nghệ tiên tiến, dùng là mạng internet, gọi là điện, rồi khai thác khoáng sản, khai thác dầu. Nhưng mà có hai điều này Đức Thầy chúng ta đã chưa biết. Đến một khi nào ngặt nổi khang dầu, e hết điện, khi nguyên tử nổ ra làm cho đó là quả địa cầu này là biến chất, thì lúc này ngặt nổi khang dầu, e hết điện, dầu cũng hết mà điện cũng hết. Đến khi nào là chờ ơi xe ó biến bay, cá kia biến loại mà tại ai xe ngực. Không nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trình trị cái lòng tà gian ấy, là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng nguồn. Phiên văn lòng chớ có sờn, gán tu thì được xem đợn trên mây, mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc cát lăng giữa kề. Huynh quá hay rồi, nhưng mà theo như mình thấy bây giờ đó Huynh, mà cái sự mà như Đức Thầy có diễn tả câu là không có cứ là lớp thì ác thú dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi đó Huynh. Thì nhưng giờ Huynh giải cái phần đó xong, nhiều khi cái đó chưa có hiểu đó Huynh. Vì vậy đây là chuyện quyền cơ, cơ gạch mà cũng là thiên cơ sau này. Thì ai tin tin thì thôi, nhưng mà Đức Thầy cho biết là sau này đó là hổ la ác thú tới buông bày đó. Lớp bay lớp chạy sau này đã đoan, ai mà ngỡ nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Còn cái phần lành cho nên là lớp thì ác thú, lớp thì tranh đấu tới ngày thôi. Nãy mình nói rồi, phiên binh bốn phía tứ giang, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Bởi vì lúc này là bàn môn tài phép đa đoan, kêu trời giọng đất cũng thì dạ găn, nói cho bổn đạo liệu toan, cứ theo tả đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh, thành binh sái đậu cũng gành, nếu tin thì bắt tan tành về sau. Nó diễn tả hay lắm quý vị ơi. Nhưng mà tôi ít có nói cái đoạn này, tại vì hôm nay là nói tới đoạn cuối. Vì sau khi ngũ hành biến chất, trời ơi sao ó biến bay, cá kia biến lội, tại ai sẽ ngừng, súng sao biến nổ lưng chừng, chư ban ngập là hạt bát mới ngập ngừng ngẩn ngơ. Thầy nói câu nè, thầy nói ngắn gọn thôi. Chừng nào chim nọ biến bay, cá kia biến lội, thì khổ này mới yên. Thấy chưa? Đó là câu giảng liên quan chừng nào chiêu nào biến bay, tức là đến chừng đó ngũ hành biến chất, máy bay không còn sử dụng nữa. Và cá kia biến loại thì tàu ngầm tàu chiến cũng không hoạt động được. Thì thầy nói là chừng nào chim nào biến bay, cá kia biến loại là khổ này mới yên, là đến giai đoạn thượng nguyên hồi phục là ngày an cư. Để cho chúng sanh biết được đây là cái màn ba, cũng là màn chốt trong cái buổi hạ nguyên hay đã hết đời, không ba biến chuyển đổi giờ gia can. Thì năm mèo kỹ mão rõ ràng,
khắp trong chẳng hạn mới nhộn nhàng thiết chi ngồi buồn điên tỏ một khi bá gia khổ não vậy thì từ đây cơ chờ thế cuộc đổi xây điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian thấy đời ly lòi bất an khắp trong các nước mới nhộn nhàng đau binh kẻ thờ phụ nghĩa vũ kình người thờ trung hiếu chẳng dình giảng hai nên điên khuyên vũ bằng nay xin trong lê thứ mà ngài gài tĩnh tâm tức là thầy xin chúng sanh là gán thức tỉnh tu hành bởi vì á khổ đà đi đến như tên gán lô tu niệm tìm nền vinh quang vinh này của đức phật bà chọn là phương nam gạn ngọc có lò nghe kỹ nha lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung thì lúc này cũng là giai đoạn là phật thánh tiên đông độ lướt sang bởi vì nước Việt Nam nhằm cổ trung ương sao có phật tiên đại thế và lâm qua tiên phật đáo ta bà mời lừa lập công lành diệt kỷ ma đây là đang diễn cái cảnh hội lâm qua phật thánh tiên đông độ lướt sang đến ngày đó là phật thánh tiên trở về hết miền nam địa phân chia đẳng cấp ở đây là miền nam nước Việt chúng ta cổ trung ương lương chuyển phương nam mở hội thánh chọn người trung hiếu mà phân chia đẳng cấp ở đây là không phải là cái gì khác mà là phật dương đà đã chỉ gõ mái diệu quyền chuyển lập hội long qua chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ cát thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc đời bình cho vạn quốc chư ba nên vì vậy mà phật thánh tiên đông độ lướt sang miền nam địa phân chia đẳng cấp bây giờ chỉ là mớ nước cờ mớ nay đà khởi sắc thôi thấy không chỗ tài hay biện lấp non giờ là thầy đó nè dưới cùng trên mới ảm đạm phía trời thì tới cái giai đoạn đó là cả thế giới mới mưa hòa gió thịnh bây giờ mới tạo nền móng thánh quân đặc vững chưa mà nơi chiều ca gầy dựng tổ hiền thầy mới nói câu cuối cùng cho mình hiểu giờ mắc câu thiền lý dị nhiên nên còn đại thiên quay nấy y lình bởi vì đang chờ đức thầy nói là giờ im chờ thì cứ ra tay quyết chèo thòn đến chốn bồng lai mới ngơ nghĩ tấm thân cũ lão nên vậy mà giờ mất câu thiên lý dị nhiên mà nhân nguyện như thử lòng người muốn vậy mà chờ chưa dậy có nghĩa là thầy đang chờ thời cơ vì thế mà đức thầy cho biết là giờ mất câu thiên lý dị nhiên nên còn đãi là đợi đó thiên quay nấy lịnh mới tỏ tình đời ít câu cung thỉnh là thầy tiết lộ cho mình đó mong kháng quan là mình nè vào cửa xem tuồng cái tuồng này là phật thánh tiên đông độ lướt sang cái tuồng này là long hoa tiên phật đáo ta bà cái tuồng này là cái tuồng đừng xem hát bội cải lương để sau xem hát của dương minh hoàng bây giờ hát bội là thường để sau phật hát tỏ tường cho xem cái ngày đó là mắt nhìn thấy thần thông biến hóa đức di đà hiện chói hào quang việt nam là giống hồng bàng không còn hung bạo lăn lòn như xưa tơ lòng nhiều đoạn để đưa mong ơn phật thánh phước thừa và chờ ban thấy chưa bởi vì là mong kháng quan vào cửa xem tuồng cỏ cùng cây điểu thuốc chim muông nhơn giặc quần lai bổn tính cái ngày đó nghe đó nhơn giặc quần lai bổn tính đó mới biết ai là phật thánh rồi bây giờ ai thảo hiền ai lỗi đạo nhà đó đồng hát câu phụ tử khải ca chúc trăm họ muôn nhà hạnh thớ thì phải có là bồ đào ngũ thánh trà tiên muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi chung là cái ngày thượng quân hồi phục là ngày an cư thì bây giờ chúng ta cố gắng dạ. Tôi cảm ơn Quỳnh bây giờ bữa nay được cái nhân viên gặp Quỳnh mà hỏi câu khó khó Quỳnh có thể quan hỷ cho mấy Quỳnh đệ ở đây ha đâu có quan hỷ dạ tại vì đâu có giận hờn đâu quan hỷ dạ dạ à, xin hỏi Quỳnh là hiện bây giờ đức thầy nói là cái câu sau này là thất sơn tiếng nổ đó Quỳnh nguy cổ việt kim bây giờ nói quá nhiều mà còn muốn hỏi thêm tiếng nổ nữa hả dạ bây giờ nó tới thành thử ra bây giờ ngày nay mà ruột năm non có gấp đầy chờ đợi con hiền nôi tục cổ tới thờ thượng cổ mới điểu hòa mai cho nên nó là thầy nói nè thất sơn á chừng nào thất sơn mà lộ vẻ đại lòng nghe quý vị là bảy núi bảy núi là núi cấm nè núi dài dạng liên núi cô tô núi ông két núi dài năm giếng núi á là tượng và núi nước nói cho mình dễ hiểu là thiên cẩm sơn là ngoại long sơn là phụng hoàng sơn là anh vũ sơn là ngũ hồ sơn là liên qua sơn là thủy đài sơn chừng nào thất sơn lộ vẻ đại lòng ta nói là nó các lầu các phố y xe nó lâu rồi đó rồi cái đó quý vị mà hiểu không gì là chết rồi tôi mà hiểu cái chuyện đơn giản quá nếu đơn giản gì thầy tiên tri làm gì cho bàn phải bàn với nhau phải bàn chi cho nhiều
Nếu mà các nhà lầu trên núi Cấm, núi Cô Tô, núi này nọ đó thì cho là Thác Sơn lộ vẻ đại lầu thì nó đã có rồi còn bài chi nữa. Thì cái đó cái sự thôi quý vị ơi. Còn cái lý đó là lầu đài Cát Ngọc. Như vậy thì Thác Sơn lộ vẻ đài lầu nè, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Phiên bổn đạo gần xa nuôi trí, lẽ nhiệm màu quyền bí ở đây mà cái câu là phương nam. Gạn ngọc chối lò thì bây giờ xin chỉ tôi cách nào là ngọc, cách nào là chối lò chưa? Chỉ mới mà phải cái nhà lụp xụp cũng bàn vô đây là sao được? Nếu đúng như vậy thì phương nam phải gạn ngọc chối lò, phải là lưu ly hổ phách mấy tò đại cung. Bây giờ chỗ nào lưu ly, chỗ nào hổ phách, chỗ nào mấy tò đại cung mà dành cho kẻ lòng chung chính trực, bây giờ mình có chưa? Bữa nay tôi nói cho mấy bà biết hả? Tôi hỏi quý vị là mình có chưa? Mà thầy nói dành cho mình đó là dòng dành cho kẻ lòng chung chính trực, quân cùng thần. Có quân của thần chưa? Náo nước vui tươi chưa? Rồi liên hoa đua nở nụ cười có chưa? Rước tôi lên đóng chào người dân tu có chưa? Thì tôi xin báo cho quý vị là sắp đến đây. Đây là chuyện sắp đến mà thầy Phật báo cho chúng ta biết. Dành cho kẻ lòng chung chính trực, quân cùng thần, náo nước vui tươi, liên hoa đua đảo nụ cười, rước tôi như đó mà chào người chân tu. Thế gian thoát chốn sắp đơ rồi, thầy kêu mình cố gắng hen, đã lớn bóng rồi, bây giờ gán theo thầy theo Phật theo ta đến chốn tiên bang đặng coi các nước hội hàng năm non. Bây giờ các nước hội chưa, năm non lộ chưa đó, theo ta đến chốn tiên bang đặng coi các nước hội hàng năm non, giỡn gót theo thầy nương Phật cảnh mà vui về sớm hội. Hỏi Long Qua, hỏi Long Qua, hỏi chưa đó, mà Long Qua tiên Phật đáo ta bà phải lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi trục lị linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, thì lòng thầy chua xót gục thầy đau. Nghe được lời khuyên tỉnh chứ nào, kiếm huệ dứt xong rồi quả báo lo gì, cửa Phật chẳng chen vào. Như vậy thì kiếm con hiền đức dắt về, về nơi cửa Phật là Tây Phương nhàn. Chính cái ngày đó cũng là giai đoạn đó Đức Thầy có câu là ước trăm họ nhẹ mình có cánh. Bây giờ quý vị gắng có cánh nha. Sau này có cánh là được thầy Phật ban cho mình đó, môn trình độ là phương cứu cánh đó. Thì bây giờ ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc bục đàn. Khi được thầy điểm quá xong, khi được diễn kiến Phật tiên thần thánh xong, thì trong lúc này nè là thầy nó kìa trên tiên cảnh dị ngô sẵn dành, đạo kể khắp năm canh tạo bút mà dạy đẳng tường, chẳng chút nào sai. Thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, thành Quang, đó là thành đó là dân Phật quốc và được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì qua cái đoạn giảng mà đồng đạo nêu lên, mà nhất là quý vị cứ thắc mắc rồi chúng tôi trả lời cho nó hết ý. Thì đây sự các nước trở về đây, xin nói một câu, nếu mình không tu người ta đạp mình cũng chết. Cảnh này tôi thầy diễn tả là nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dễ chân, tức là ở trước mặt của mình thì người ta khóc than đó là kể lễ, mà ở sau lưng là thay chất chồng chất chồng, nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lễ lừng nạn tan. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẫn lơ ngạo biếm phê phan, đến nay là buổi tai nàng tam thiên lục bá khắp chàng hải văn. Như vậy thì đến cái giai đoạn đó là nơi phía trước treo leo tiếng khóc, mà đứng sau lưng hình dốc dễ chân. Cái chết này đó diễn tả nghe quý vị, không riêng nước mình mà các nước trở về đây, cảnh sông máu núi xương thôi chứ. Chẳng như thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Bởi vì qua liền năm nước chặt đàn, năm nước qua một lượt một, nhưng mà khi đến lộ dân giáo máu tràn như sông. Cái trả quả quý vị, kẻ thị phi niệm Phật đưa đường qua lộ dân giáo, vô thường huyết lưu qua lộ dân giáo, giáo dân phơi thay ngọn cỏ mà vô căn Phật chờ. Đúng như câu giảng đây nè, xin cơ bạc xin nói luôn, Phật thầy lúc trước từ đó là nhà bàn núi cát nhìn về cho đất núi sang, Phật thầy nói sau này con lộ này sẽ mở rộng ra, cũng là giai đoạn đời tới thôi, nói như thôi mới gì. Bây giờ ai không biết lên đó con lộ là tới đâu rồi, nó mở rộng bao nhiêu rồi. Hồi đó xe chạy đó lằn đường có 4-5 mét, bây giờ nó mở rộng cơ bằng là 10-20 thước. Sắp sửa rồi, nay năm sau là từ núi Cấm đó đi thẳng về núi Sam là con đường cộng thênh thang. Phật thầy chỉ nói chừng nào sau này con lộ này mở rộng ra, bởi mấy câu là qua lộ dân giáo giáo dân nhà bàn mình đó, phơ thay ngọn cỏ mà vô căn Phật chờ, qua liền năm nước chặt đàn,
qua lộ dân giáo máu tràn như sông, bởi vì con lộ này nó lớn thênh thang luôn, mà thầy đã nói trước ông xui bà khiến bây giờ nó mở rộng lớn ra còn hơn là bất lộ của mình. Thấy chưa, tôi nói như không nói nhiều ai muốn biết thì bây giờ để xin cái hỏi gì nữa để tới hỏi gì hoài. Bây giờ sắp kết thúc rồi, để nói bây giờ cho cô bác ta bây giờ ráng tu chữ, ráng tu đắc đạo cứu quyền, bây giờ mà ráng là tu sao tiến độ. Không bây giờ mình không bây giờ mình nói chữ ráng được hai cái mình muốn đạp luôn á. Cái đó là cái lòng ganh tị mình còn nặng lắm. Thầy vẫn biết được tín đồ Phật giáo hòa hảo, thầy là cha mà Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lần sau nghi lờ, nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy, nó thờ không tin. Rồi đức thầy mới khuyên là bỏ cái tánh tự cường tự trọng, nếu mình tu bỏ tánh đó ngang, gẫm cuộc đời cái bóng theo hình, tu hành đâu kể nhục dinh ta làm bổn phận mà ngạo khinh mặt đời. Đồng đạo mình tu được cái gì thì mình nên mừng, ai được cái gì thì mình nên vui, chứ không phải có tối ngày cứ đâm chọt rồi là nói xấu bôi nhọ hạ bệ vui tính. Cái đó cái ngã mình lớn lắm, tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Mà ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì phải dẹp tấm lòng ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si, chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi nơi dòng bệnh khổ. Cho nên không bàn vấn đề là ăn chay bao lâu, không bàn cúng lại mấy thời, cũng không bàn niệm Phật nó là mấy câu, mà đòi hỏi cái người đó tâm có hiền lương, có thương yêu, có tha thứ, có giúp đỡ hay không. Thì nói đây tôi xin nói tắt một ý thầy gọi cho chúng ta, trong câu giảng có câu là niệm Di Đà gán niệm cho gành thì mới được sống cô tiên thánh. Thì có người hỏi thầy niệm thế nào mới gành, thầy trả lời ngắn gọn 1 phút 30 giây: người nào muốn niệm Phật gành là phải biết thương yêu, tha thứ và giúp đỡ. Ba cái điều này là cốt lõi của cái người tu, cốt lõi của cái sự niệm Phật. Bởi vì Phật là ban vui cứu khổ, Phật là từ bi hỷ xả, mà người niệm Phật là phải thương yêu. Chứ những thương yêu mà khi người ta đã lỡ xúc phạm thì mình tha thứ, cho những tha thứ mà người ta hoạn nạn mình sẵn sàng giúp đỡ, thì cái người đó mới tín đồ ngoan đời của thầy, là cái người mới hiểu về pháp tu. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Mất Đạo xin mến chào bà con cô bác kính mến xa cùng gần, quý vị trong nước và ngoài nước. Dạ thì hôm nay cũng đủ nhân duyên, Mất Đạo cũng nhận được thêm một nhiệm vụ nữa của một vị mạnh thường quân tên là cô Thu ở Long An. Thì cô có gửi cho Mất Đạo là 15 triệu. Cô bảo là mua 1 tấn gạo. Thì đây là 1 tấn gạo quý vị, 1 túi là 10 kg, 100 túi. Thì để ngày mai Mất Đạo gấp rút để mời những cái xã bạn lân cận, những cái vị cái người mà khó khăn mà từ đó giờ chưa phát bao giờ, thì mình sẽ mời lại để mình phát cho người ta. Thì kính thưa bà con, kính thưa cô bác, với cái nghĩa cử cao đẹp của cô thì Quốc Đạo xin hồi hướng công đức phước đức này cho bá tánh vạn dân, cho cụ quyền thất tổ nói chung và cho cụ quyền thất tổ của cô nói riêng được dạng sự lành, được hạnh phúc an lạc và quay đầu lại con đường Phật pháp. Kính thưa cô Thu, với cái nghĩa cử cao đẹp của cô thì đức thầy có cho biết là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự, không làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà chừ, Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, chúng tâm ý chứ không dụng giặc. Qua những đoạn giảng trên thì thầy cho biết là trong cái bài mà phiên người vào lòng phước thiện, thầy cho biết là làng gần chí những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột gà với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi, cậu cô chú bác cùng gì khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng, việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước để gõ lòng hiền nhân. Kính thưa bà con, kính thưa cô, nếu mà mình lo cho những người, mình lo cho những người xung quanh, mình lo cho những người dân, mình lo cho những người, nói chung là những người khác đó, là cái đó là tâm ý của Bồ Tát. Còn mình lo cho bản thân mình là tâm ý của người phàm. Đó. Còn với nghĩa cử cao đẹp của cô thì Đức Thầy có cho biết đó là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn đúc chuông đồng Phật bự. Có nghĩa là đoạn giảng trên thầy muốn nói là không cần cắt chuông, cắt chùa hay là xây lầu cao cửa rộng gì, không cần.
mà chỉ cần giúp cho người đói người khổ, là tức là đem lại hạnh phúc an lạc cho họ. Để chi vậy? Để chúng ta gieo duyên cùng với họ, để chúng ta khuyên can họ, cho họ cái nể được đức tin của chúng ta, để cho họ tu hành. Quý vị ơi, thời kỳ hạ nguyên mặt pháp rồi, lúc này nó cận nó cuối rồi, chúng ta phải tranh thủ. Quý vị ơi, làm được việc từ thiện gì cứ làm đi, để không thôi không còn cơ hội mà làm. Quý vị ơi, nó có nghĩa là hiện bây giờ đâu, quý vị thấy đó, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Quý vị ơi, tới bây giờ nó, cho nên chúng ta phải tranh thủ từng giờ từng phút từng giây, để chúng ta giúp cho người đói người khổ. Mà đức thầy cũng cho biết là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, tức là mới trúng đó bà con. Thì thôi, không làm mất thì giờ, ngày mai sáng sớm Quốc Đạo sẽ mời những cái vị ở các cơ xã lân cận nghèo khổ, nghèo khó đến đây để phục vụ gạo cho bà con. Thì ở đây với cái phong cách của chúng tôi, nơi đây là chỉ cần có gạo là chúng tôi rất là vui, chúng tôi rất là mừng, có gạo đủ sống là được rồi bà con. Một bịch gạo này sẽ đem đến hạnh phúc an lạc cho một gia đình từ 7 ngày, 10 ngày và có chỗ lên cả tháng trời. Thì trong thời gian đó thì phước đức thật là vô lượng quý vị ơi. Thầy nó hãy giúp cho kẻ đói quý vị, mới nhầm là mới trúng nghe quý vị. Thôi, không, một lần nữa xin cảm ơn cô Thu ở Long An đã có những tấm lòng Bồ Tát, tấm lòng vàng, đã đem đến sự an lạc, hạnh phúc cho người dân ở nơi cả nước nói chung và ở nơi vành đai biên giới của chúng em nói riêng. Xin đa tạ tấm lòng tốt của cô và xin hồi hướng công đức phước đức này cùng với bá tánh vạn dân, cùng với cô được vạn sự lành, được quay đầu về Phật pháp và được giảng sanh về miền cực lạc. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Đạo cùng với bà con ở vùng ranh giới, vành đai ranh giới của Khánh An, cũng như những người dân ở biển Hồ về, xin mến chào quý vị mạnh thường quân, quý vị trong nước và ngoài nước một lời chào kính mến. Dạ thì kính thưa bà con, hôm nay thì cũng đủ nhân viên ở làng xã của chúng em có được bà con tấm lòng vàng, bà con tấm lòng Bồ Tát đã giúp cho em là một tấn gạo, tức là một hiện giờ Quốc Đạo mua một 10 kg gạo là giá 15.000 tại cái kho của Bích Hậu á. Thì mạnh thường quân này là thấy cái clip vừa rồi đó, thấy bà con nơi đây rất đông, cho nên là cũng nói chung là cũng cần có gạo để dùng thôi, nó thẳng là vậy. Cho nên là cô đã điện cho Quốc Đạo, kêu Quốc Đạo gửi một tấn gạo cho bà con. Cô tên Thu ở Long An, một vị mạnh thường quân ở Long An. Thì trước tiên thì Quốc Đạo cũng xin cảm kích tấm lòng của cô đã giúp cho những bà con nơi đây. Thì đức thầy có cho biết là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Có nghĩa là đức thầy đức Phật có cho biết là hãy giúp cho những người lỡ đường lối gách tàn tật, chứ không có nên đúc chuông đúc chùa bự cao rồi để cho những người xung quanh chúng ta đói, người ta khổ, rồi có khi người ta cũng chết nữa. Vậy rồi mà đâu có tu đắc đạo đâu. Cho nên là lúc trước thì có ông vua Lương Võ Đế, ông tạo chùa chiền là mỗi một xã là ông đều tạo một cái chùa, ông mướn tăng sư, ông nuôi hết những người nào tu hành, ông nuôi hết. Nhưng mà khi cái đến cái ngày mà cầu nguyện của mẹ của ông đó, thì ông mời sư lại, ông ngồi ông quýnh cờ, ông không tôn trọng người ta đó, rồi ông không có cái tâm có, không có tâm Bồ Tát tâm Phật. Ông tạo đúng ra chùa chiền như vậy là ông có phước lắm, nhưng mà cuối cùng ông không được phước gì cả quý vị. Cho nên đức thầy có cho biết là nhớ thở trước vua Lương Võ Đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến chừng sau ngã tử đại thành, Phật bất cứu vì tâm còn ác đó. Cho nên hôm nay Quốc Đạo cũng thực thi làm theo lời dạy của thầy. Quốc Đạo có làm được bao nhiêu tiền, Quốc Đạo làm thuốc, làm trần điều, làm củ quyền, làm in giảng thầy, và Quốc Đạo phát gạo. Cho nên là tất cả mọi công việc Quốc Đạo làm là dựa theo giáo lý của thầy hết. Thì nơi đây bà con ở địa phương của chúng em, cũng như ở xã Lăng Cặn trong huyện An Phú là nói riêng, và ở cả nước nói chung, thì hôm nay thì bà con nơi đây là những cái gương mặt này, những gương mặt là hoàn toàn mới mẻ hết. Bà con nơi đây là lớp trước là đã trong vòng một lần phát là 100 người, 70-80, thì mình phát là một tốp đó, là gọi là mình ngưng phát tốp đó, tiếp tục đó mình kêu tốp khác lại nữa, mình kêu bà con khác lại nữa. Thì bà con này ở nơi có nhiều chỗ rất là xa xôi, thì hôm nay Quốc Đạo sẽ phỏng vấn một hai người để biết được cái nỗi lòng của bà con nơi huyện An Phú của chúng em, cũng như nơi dành đây biên giới chúng em nó khổ như thế nào. Kính thưa quý vị, thì do gọi là ở đây là cái vùng sông nước, bà con làm nghề đánh bắt là nhiều, đa số cho nên cũng khổ. Thì bà con cũng đang chuyển nghiệp dần dần. Thì đức thầy có cho biết là niệm chữ Di Đà tăng chuyển nghiệp, hiện từ thầy rước đại non bồng. Dạ thì để không làm mất thời giờ của bà con, cũng như là cái cô mạnh thường quân này, cô có nói là Quốc Đạo ơi, cho nên em phát gạo cho bà con đó, thì em nói với bà con một câu là cô Thu xin chúc cho bà con thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn gặp Phật gặp thầy để Long Hoa đại hội, cũng như tất cả bà con nơi đây.
Thì thôi bây giờ mình sẽ tri ân tấm lòng tốt của cô, hồi hướng công đức cho cô, của quyền của cô bằng một tràng vỗ tay hết bà con. Dạ Nam Mô Di Phật. Dạ thì thôi cảm ơn cô Thu. Thì hôm nay em cháu sẽ làm nhiệm vụ của mình, em cháu sẽ phỏng vấn một hai người khó nơi đây để biết được hoàn cảnh nơi chúng em khổ khó như thế nào hả cô. Thì bây giờ mình sẽ hỏi cái đệ này đi ha. Cưng năm nay nhiêu tuổi rồi? 43. 43 là bằng tuổi của anh rồi. Rồi cưng tên gì? Thanh Triều. Thanh Triều hả? Rồi anh nghe nói có cưng có đi bị bệnh gì đó có không cưng? Có. Bệnh gì? Tai biến. Tai biến hả? Dạ tai biến. Tai biến nhẹ hả cưng? Ừ, nhẹ. Cha mẹ sao? Cha mẹ kia. Rồi lúc trước khi tai biến cưng làm nghề gì? Làm thô. Đây là một cái hoàn cảnh rất đặc biệt quý vị. Đây là con của Thanh Triều nè quý vị. Cũng khờ khờ luôn. Rồi Thanh Triều thì cũng khờ khờ nè quý vị. Mà cha mẹ chết sớm rồi. Bây giờ đi bán số, nuôi gia đình, nuôi bản thân, nuôi con. Nhưng mà bây giờ tai biến luôn. Nó giống như là nói là nhà dột, bị bịp leo gì quý vị. Nó khổ rồi lại càng thêm khổ. Thì nó đây anh sẽ gửi cho cưng là 100.000 thì để cho mình chia sẻ cái nỗi lòng cùng với cưng nha. Rồi cưng nói là cảm ơn cô Thu đã giúp cho cưng một hàng gạo. Cảm ơn cô Thu có nghe cho em một hàng gạo. Dạ quý vị quan hệ quý vị ơi, ta bị bệnh người ta nói chuyện rồi giỡn tay quý vị. Dạ cảm ơn. Rồi để mình sẽ phỏng vấn thêm một người nữa ha quý vị. Cái cô đó đâu? Đây vô đây nè quý vị, phỏng vấn khỏi cô này một hai câu coi. Dạ kính thưa cô, dạ thấy cô cũng lâu lâu mới lại đây lãnh gạo một lần vậy cho để hỏi cô tên gì, cô nhiêu tuổi rồi? Quỳnh Liên, 66 tuổi. Dạ cô nhà cô ở đâu cô? Ở chỗ Quỷ Bang. Quỷ Bang của xã Cái Nang nha. Dạ rồi hỏi cô là mình ở nhà có nuôi cháu hay là con cái gì không? Nuôi ba đứa cháu, cha mẹ nó đi làm mà thất nghiệp quá cậu ơi. Dạ. Người mặn không có đồng lương nhiều cho nên gỡ về có 1 triệu. Chịu gửi cho nên không có đủ, tôi đi kiếm đồ mũ thêm. Vậy là cô đang lượm đồ mũ ha? Lượm đồ mũ thêm, dạ. Cho cháu ăn. Rồi chồng của cô đâu? Chết à. Chết lâu ha? Chết lâu. Dạ. Ăn chay trường cũng hai mấy năm rồi. Dạ. Cô hiện giờ cô nuôi mấy đứa cháu? Ba đứa hả? Nó đang đi học hết trơn luôn. Mình nên mà gồng gánh gì quá hay rồi. Ở sớm ai ta cũng nói bà hai bà già mà bà gồng gánh ba đứa này quá giỏi. Dạ. Thì không đi kiếm lấy gì cho nó ăn đủ. Dạ. Cô gắng niệm Phật hay cô hàng ngày cô có cúng lại cô? Có cúng lại niệm Phật, nhất thì cúng 4 giờ niệm Phật tới 5 giờ. Dạ. Rồi. Vậy con xin lỗi cô 100.000 ha, rồi cô cũng cô gắng lên. Cảm ơn. Cô cũng cảm ơn cô Thu. Cảm ơn cô Thu Mạnh Thường Quân. Quá cảm ơn. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, cho cô Thu chặn tay quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Rồi cảm ơn quý vị luôn. Ở đây Quán Tạo sẽ hỏi một người nữa. Hỏi cô này đi. Hỏi cô này đi. Dạ con kính thưa cô, dạ cô năm nay nhiêu tuổi thưa? 65 rồi. Cô tên gì cô? Nguyễn Thị An. Con thấy cô là gương mặt mới mẻ trong cái những người xin gạo ở đây hết. Vậy cô nhà cô đâu? Ở ngoài bãi khô mé. Bãi khô ha. Chứ này cái vợ con ra tới ngoài luôn ha. Dạ, đi ra ngoài biết rồi. Rồi ở ngoài mình thường nước lớn nước rồi, nước rồi con. Nước ở đây. Tới đây hả? Bãi khô là mau ngập lắm. Dạ, bên chỗ cô. Mình là người ở dân ở đó hay là dân nhà mình đó mà ở đó nhà đó. Có cô có con cháu gì không? Con cháu đi Bình Dương chơi gạo tai biến rồi về hai cũng tai biến luôn. Bây giờ mới tai biến cơ tháng này. Bệnh nữa hả? Bệnh luôn. Dạ. Gạo cũng bệnh bữa nay tháng mấy nay rồi. Dạ. Tại biến. Vậy rồi mình hai chồng vậy rồi mình sống bằng như thế nào không có? Gạo cho. Gạo người ta cho không ha? Cho gạo ăn với tiền. Khổ ha. Tới nhà. Là phiếu này là ta tới nhà luôn gì đâu lãnh đâu biết đâu. Dạ. Để tới nhà ta kêu. Con xin gửi gì 100.000 để tiếp sức cho mình ha. Rồi con cũng cảm ơn cô Thu đã giúp. Cảm ơn cô Thu. Cô Thu ơi. Thu Long An. Dạ rồi có gì đâu tay. Dạ rồi thì thôi không làm mất thời giờ của bà con thì chúng ta cùng niệm ba chữ Phật để mình phát gạo hết bà con. Bà con ơi thì Đức Thầy có cho biết là gũi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác phải ăn năn phước điền tạo tác lo thuốc thang khẳng giá Phật chờ. Thì quý vị ơi, 5 năm về trước Quốc Tạo vẫn là một cái người giống như bà con vậy đây. Quốc Tạo cũng đi cầu nguyện, đi xin gạo như bà con ấy gan vậy đó. Khổ sở lắm, làm gì cũng được chứ. Nhưng mà Quốc Tạo đã nghe lời của Thầy. Quốc Tạo đã đi làm tất cả công việc từ thiện. Mình không có tiền thì mình làm bằng công. Thấy chùa chiền, thấy ban trị sự gì đó làm gì mình cứ làm tiếp. Thì 5 năm sau là Quốc Tạo là như gì nè bà con. Quốc Tạo không còn thiếu gì cả, Quốc Tạo chỉ còn thiếu đức thôi. Cho nên mong rằng bà con tấm gương của Quốc Tạo bà con cũng gắng
mình cũng không làm được cái chuyện bằng tiền thì mình làm bằng công. Thấy chùa chiền, thấy ai giúp đỡ được thì mình cứ giúp đi bà con. Đức thầy nói là phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Hay là phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ gần không. Mình thấy vậy đó bà con. Nhưng khi mà nó trổ qua rồi nó sẽ kết trái, nó sẽ giao lại cho bà con. Bà con sẽ hạnh phúc an lạc. Thì thôi mình niệm ba tiếng Phật để dân các mạnh thường quân nhé bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chúng em chúng cháu xin hồi hướng công đức phước đức niệm Phật này cho bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly, cho tất cả những bà con lãnh gạo nơi đây hạnh phúc an lạc và quay lại con đường Phật pháp cùng với Bắc Đạo, để cho đức thầy cũng cho biết là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo báng. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cô Thu ở Long An. Dạ rồi, vậy mời bà con mình gom vào đây. Còn nhiều người chưa lỡ lắm luôn á, trên bãi sao mấy bà già nó chưa lỡ tới. Mấy bà già ở trên bãi đông lắm luôn. Trời đó, mấy gạo được rồi. Người ta quay phim, người ta quay phim. Xếp hàng nhìn đi cơ, mấy cơ, mấy xuống cơ. Mấy cơ đó chị, xếp hàng nhìn đi, lấy từ từ ra đó chị. Mọi người lấy phiếu rồi cho gạo dùm đi. Rồi. Đây thôi. Có người lớn tuổi lên trước đi. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Rồi Nam mô Di Đà Phật. Rồi. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Lấy luôn chứ. Rồi bà con ơi, cứ niệm Phật cho bà con ơi. Niệm Phật đi quý vị ơi, niệm một tiếng Phật là phước sanh vô lượng đó quý vị ơi. Niệm một tiếng Phật là tốt lắm luôn. Niệm được một tiếng Phật là phước sanh vô lượng. Anh có được không? Không có phiếu. Quay đi, quay đi. Rồi rồi, lấy lên, đưa đi, đưa đi. Rồi Nam mô Di Đà Phật. Anh ở chỗ bãi anh. Lâu dài dài rồi, lâu quá không biết, không thấy anh để biết chỗ luôn rồi, vậy gọi lại gỡ rồi. Rồi Nam mô Di Đà Phật. Chúc bà con cô bác hôm nay Quốc Đạo rất là vui được làm nhiệm vụ của cô Hà. Cô Hà ở tại Long An. Cô có một tấm lòng vàng để gửi một tấn gạo đến cho bà con khó khăn, thì ở đây Quốc Đạo vì những gương mặt mới mẻ hết, tất cả bà con ở xã khác đã Quốc Đạo gom ở đây. Là từ sáng tới giờ, giờ này đâu gần 12 giờ đó quý vị, mới đem được những cái phần gạo quý giá đến cho bà con quý vị. Bà con ở đây chỉ cần dùng gạo thôi chứ không cần gì hết quý vị. Dạ lắm gạo chỉ cần cảm kích cái lòng của bà con. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Xách chùm bán ra ngoài đi, xách chùm. Một chút thôi chị ơi, em chơi như vậy chị khóc không? Trời ơi, hai cho con mà được không? Dẫn đi. Dẫn đi từ từ đi. Rồi, niệm Phật các ơi, niệm Phật các ơi.
mày ha, hỏi chết mày ha, chứ sao chết không cho gạo luôn nha mày, ông niệm Phật nha. Không có tiền nhập chứ, tôi tăng số.